chào các bạn quay trở lại với kênh bếp cô Minh. Ngày hôm nay thì hãy cùng với cô Minh vào bếp và nấu món vịt nấu chao ha. Để nấu món vịt nấu chao thì mình sẽ cần đó là nửa con vịt xiêm nè. Và vịt xiêm thì mình phải rửa bằng rượu gừng, giã gừng ra cùng với rượu. Và mình rửa cho thật là kỹ thì cái phần thịt vịt của mình nó mới được ngon. Sau khi rửa sạch sẽ rồi thì cô Minh đã chặt cái phần vịt ra. Thì ở đây là nửa con vịt của mình đã chặt ra hết như vậy rồi. Và mình sẽ ướp cái phần gia vị vào đây. Gia vị ướp thì mình sẽ phải có là chao đỏ, chao trắng, rồi sa tế, hành, tỏi và các loại gia vị thông thường thôi, chứ cũng không có cần là những cái loại gia vị nào đặc biệt hơn. Chao đỏ thì mình cần sử dụng là khoảng chừng cỡ 2 miếng chao đỏ nhỏ nhỏ như vậy. Đó, 2 cái miếng mỏng nhỏ như vậy thôi, mình không cần sử dụng nhiều. Và mình cho thêm một muỗng cái phần nước chao đỏ vô. Chao trắng này thì mình sẽ cần nè, khoảng chừng cỡ 4 viên hoặc là cỡ chừng 2 muỗng canh. Tiếp đến là một muỗng canh sa tế. Rồi ngoài ra thì mình sẽ còn cần thêm đó là một muỗng canh tỏi nè, một muỗng canh hành nè, một muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường. Tất cả cái phần này mình trộn đều nó lên. Cái chao trước khi trộn thì mình cũng tán nhẹ cái phần chao nó ra. Đó, mình trộn đều nó lên như vậy. Sau khi trộn đều lên hết thì mình sẽ để cái phần thịt vịt này khoảng chừng 30 phút để thấm hết tất cả cái phần nguyên liệu. Mình sẽ đập 2 cây sả. Mình có thể sử dụng sả băm cũng được, nhưng mà cô Minh thì lại thích sử dụng là sả cây. Mình để nguyên như vậy mình xào và lát hồi thì mình có thể lụm những cái phần sả cây này bỏ ra nếu như mình không thích. Khoai môn mình sẽ sắc miếng ra. Mình sẽ đặt một cái chảo chưa lên và mình cho vào đây khoảng chừng cỡ 4 đến 5 muỗng canh dầu ăn. Mình cho vào đây là một muỗng hành, một muỗng tỏi, mình phi thơm lên. Và mình thêm vô khoảng chừng cỡ 2 đến 3 muỗng canh cái phần dầu điều nữa để cho nó lên cái màu được đẹp. Mình lấy một ít là dầu ăn và một ít là dầu điều thì cái màu nó đẹp hơn. Còn nếu lấy dầu điều mà nhiều quá thì cái màu dịch của mình nó lát hồi cái nước lên á, nó nổi cái màu đỏ lên nhiều quá, nó cũng nhìn nó đậm, nó cũng không có được đẹp mắt lắm. Rồi sau khi thơm hết rồi thì bắt đầu là cho hết tất cả cái phần thịt vịt đã ướp vào trong đây và đảo lên. Mình để lửa lớn một tí xíu để cho săn hết tất cả cái phần thịt vịt lại. Đó, bây giờ bắt đầu là cái mùi vịt nè thơm lên, mùi sả, mùi hành, tỏi cũng như là vị chao làm cho cái vị này rất là thơm. Sau khi cái phần thịt vịt mà mình xào nó đã săn hết lên như vậy rồi nè, thì mình sẽ cho hết vào trong một cái nồi. Và mình sẽ lấy nước dừa tươi mình nấu. Thì ở trong cái tô lúc nãy mà mình đã ướp vịt á, nó đang còn một ít chao với gia vị thì mình sẽ tráng luôn, mình bỏ vô luôn. Mình đổ vô khoảng chừng cỡ 1,5 lít nước để cho nó sắp sắp cái mặt dịch của mình. Sau khi mà mình đã cho hết vô như vậy rồi á, thì mình chỉ việc để sôi lên. Ở trong cái phần chao của mình thì cái vị mặn nó đã có rồi. Lát hồi mình sẽ nêm nếm lại, tùy theo là cái loại chao mình mua là mặn nhiều hay mặn ít. Lúc đó mình sẽ nêm thêm một ít muối hoặc hạt nêm nữa thôi. Đậy nắp lại. Bây giờ chỉ cần chờ cho vịt sôi lên và mềm. Cái phần khoai môn cao này nè, thì nếu như mình thích thì mình có thể là chiên sơ nó lên. Còn không thì là mình sẽ thả trực tiếp vô. Ngày hôm nay thì cô Minh sẽ không chiên cái phần khoai này giống như là mình nấu các loại cà ri, mà cô Minh sẽ thả nguyên cái phần khoai mà mình chưa chiên như vậy vô. Vì cố ý của cô Minh là sẽ muốn cho cái phần khoai này nè, khi mà nó sôi lên nó sẽ bở ra và nó sẽ hơi nát ra một tí xíu, nó làm cho cái nước khi mình nấu nó sẽ sánh hơn và nó sẽ tạo một cái độ béo ngon hơn. Mình nấu bằng cái phần nước ngày hôm nay là mình nấu bằng nước dừa xiêm. Sau đó thì đến khi xong hết rồi, vịt mềm, phần khoai của mình cũng đã cho vô và chín rồi, thì lúc đó mình có thể cho thêm một ít nước cốt dừa. Cái lượng của nước cốt dừa cho cái phần vịt nấu chao này mình không cần nấu nhiều, mình cho một ít để cho nó có một cái độ béo nhẹ thôi. Còn nếu ai thích ăn béo nhiều thì có thể thay thế cái phần nước dừa xiêm này bằng cái phần nước dảo dừa. Thì lúc đó mình sẽ thay vô thì mình sẽ có hoàn toàn là cái độ béo là từ nước cốt dừa hết. Bây giờ thì cái phần thịt vịt của mình nó sôi từ nãy đến giờ rồi, thì cái vịt cũng đã mềm. Mình sẽ cho luôn cái phần khoai vô. Sau khi cho khoai vô rồi thì mình sẽ để cho cái phần khoai này của mình nó chín hết hoàn toàn. Thì lúc đó là mình sẽ cần tắt bếp và nêm lại cái phần gia vị một chút xíu.
cho miếng nước cốt dừa vô là mình sẽ có được cái món thịt nấu chao của mình rồi đó. Sau thời gian khoảng chừng cỡ 15 đến 20 phút, cái phần khoai của mình á, nó cũng đã chín hết hoàn toàn rồi. Với cái lượng nước như thế này thì bây giờ mình chỉ có dằn thêm một tí xíu muối nữa thôi. Chứ cái vị ngọt từ trong cái phần khoai rồi từ thịt cũng như là nãy giờ mình đã nêm nếm á, thì nó cũng vừa đủ rồi. Mình sẽ nêm vào đây thêm một tí xíu muối nè. Và sau đó mình sẽ cho vô một ít nước cốt dừa. Tùy cái độ béo của gia đình mình mà mình sẽ cho nhiều hay ít nha. Nhưng mà tối đa thì mình sử dụng khoảng chừng cỡ 300ml nước cốt dừa là nhiều nhất, chứ không nên dùng nhiều hơn. Như vậy là mình đã xong cái món vịt nấu chao của mình rồi. Chỉ cần dọn ra, mình dùng kèm với lại là rau muống nè, rồi mình sẽ cắt một ít cải thảo, rau ôm, ngò gai, là mình có thể sử dụng chung với món vịt nấu chao của mình được rồi đó. Nếu như ai không thích ăn với bún thì mình có thể dùng để chấm với bánh mì, thì lúc này mình không có cần ăn với rau cũng được. Cho thêm một ít ớt vô nữa. Vậy là hoàn tất hết tất cả. Cắt thêm một ít rau. Kế tiếp là mình sẽ cho vô đây thêm một ít hành tây nè. Thơm lắm luôn nè. Khoai của mình nó cũng vừa mềm. Bây giờ thì mình đã múc ra và để đây cùng thưởng thức chung với lại món bún như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.